Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì chiều cũ có sủ có văng tay lưới cá sát bạn. Nãy giờ cũng ngồi với bè với ghe chú hai chơi nè, uống cà phê cà pháo rồi mấy anh em á. Bắt chuột không? Vũ rồi. Ở bè này hả? Bắt chuột. Giờ chạy ngời ngời như vịt đây nè. Sẵn đây thì mình với cũ sủ cũng được nước rồi thăm lưới cá sát nè, nên giờ bắt đầu cũng đi thăm lưới luôn. Lưới này dạng cũ sủ văng kiểu mà cũng tặng hơi chung chung chứ không chìm sát đất. Thì hôm bữa cái này cũng thời gian đó cũ sủ cũng văng lưới cá sát này trúng nhờ khúc cuối cùng đó. Ủa có 2 mét lưới thôi dính ham luôn trời. Bữa tưởng đâu bể đầu rồi chứ. Đầu lên hàng nè. Đó. Vậy, diễn bự vậy. Trời ơi, một chùm châu cháo luôn, hai con kìa. Trời. Hai châu cháo. Cháo này thịt nó nặng ký bà cố chắc thịt. Còn gọi là học trò. Mới dở lên là dính rồi. Mới kêu là lượng không cặp rồi. Ôi, lưới bốn miếng cá cho cháo bự cái vậy này cũng là bự dữ lắm rồi lưới bốn mà. Khúc củi. Dân lưới cái xác mà chứ. Đó, trời ơi cá út luôn. Này út lên mặt nước rồi. Ừ, dân này tầng lớn lớn rồi hơi dính cá út luôn. Nấu một cháo đi bà hai ơi. Cá út kho khô ăn cháo trắng. Hai chồng chúng ta dược thực kìa. Út luôn, Australia. Mày hả bưởi. Australia. Bông lao luôn. Xong tiền này văng lưới nào cũng có nó. Ê, có bông lao, có cái khác luôn. À. Gửi bè gì tí hả? Đó, ô, chùm luôn kìa. Ủa, làm ăn được trời. Ú. Không như vậy là khả quan nha bạn. Cứ lay gai đều vậy là được à. Ngồi gom lại cũng bộn lắm á, gấp gió thành bão. Một xác cũng trọng chứ. Nè con này nè, cái xác chìa cũng được, con đó bự lắm mà. Con mập uống nội ô chà bá. Béo ngay. Nấu lẩu mắm hay kho tiêu rồi, hấp lục bình rồi, ba cháy bù chét. Nó bữa nay kiếm được 2 ký cũng ngon rồi. Cá mấy gà cũng ít. Vô mùa gỗ này mình khi bổ từ lưới 5 ký, 10 ký còn ham lắm. Ăn hết luôn được hơn 2 ký rồi. Trời gà má ơi. Này kiếm được 2 ký, 3 ký thì cũng ngon. Mấy gà cá ít. Nội lục bình không mới đây, dính lục bình 5 ký rồi. Nhưng phải mùa gỗ, vẫn được mùa gỗ nó văng rồi. Cũng mới từ lưới cái xác hơn, trúng nước nó đi ăn trầu dính ham lắm. Nè khỉa có chỗ đó không trời. Đó, không được. Lai gai mà. Lai gai được. Làm ăn chỗ này. Có lý à. Có làm lai gai xương xương cá đi lửng không ơi. Em tình hình được. Dừng cái dầm cái. Cái đục để gọng cá củ sủ bạn thấy ấn lạnh cho nó gợt, nó bự. Cá nhiều mà, phải gọng bằng cái đục của mày lớn đó. Đục cái mũi xuống, ơi đụng cái vỏ. Trời ơi trời nói rồi. Wow. Trời ơi muốn đi bơi tàu lao không ta? Trời có bánh lái mà sao nó đi xỉa tàu luôn, tàu lao không? Không, cổ vũ tinh thần không? Cũng có lai gai không? Lên hàng. Hàng lớn. Lên đầu luôn. Trời cái này chắc lên núi thiệt rồi ông nội ơi. Cái mũi xuống kìa. Nguy hiểm quá, thăm cái xuồng cổ vũ đi nguy hiểm. Cái lái đi tàu lao. Tàu lưới ông nó đạp phải diện nội ơi. Đạp xuyên qua kìa. Xuyên qua cành lá qua. Ừ. Đó. Trời ơi. Được. Thấy rồi, cá sát nè. Cá sát luôn. Cái này có không phải là đúng nước mà. Nếu mà đúng nước thì đi ăn cá dính ham lắm. Cái này kiểu mà vài con nào nó đói quá đi len nghe ngoe lụm thôi. Nữa không, còn nữa dễ gì hết nói. Đó. Ủa. Được không hai ơi? Được không? Được. Ngon cháo đi.
này mình nói cháo trắng đây nha, còn con khô. Cháo khô bắt đầu mình như ăn nhiều để vô ăn phải không? Bà chạy bùi chẹt. Bò để ăn ít nước mắm vô. Đó kìa con nó kìa. Ú, được bán. Được được. Chỉ mưa đó kìa. Vậy. Có gì không chợ gặp gì. Hay cũng phải chỉ mưa thiệt ba. Tôm gài thường với tối cũng mưa lắm chứ. Hàng lên, hàng lên. Trời ơi, dính chè luôn. Để để với quả chè. Chỗ ngã ba thằng Thánh nè. Lúc trước bên này mình bào chỗ này dưới đó mà nhớ là chài nè, chỗ này nè. Cá là Trung Đông nhiều lắm, mấy chú bè cũng vậy, sau này mấy ồ mấy ông xuống đi bè thấy cả từng lễ không thấy mặt mũi trời. Mới còn chiều mới thấy gặp Dũng à. Có không? Có. Mấy bữa trước suốt hoài không có, bởi vì mấy cái tuần lễ này không thấy mặt mũi đâu luôn. Chút riêng có trốn hết rồi. Chút không có cá trốn hết trơn luôn. Bào quá mà. Không mà nếu mà nên tính ra cái nghề xuống cái bè nó ngon chứ bộ. Chút cá nó đều hơn. Xác cho bà. Xác biết nói luôn, nội mọc gâu luôn kìa. Hết hồn cái xác. Nãy giờ nó nắm chùm trong đám đó. Chỗ ngủ hả? Ngày 12 con, 15 con. Ồ, cái xác bằng coi nè. Hàng không mẫu mực của Mỹ không? Có hồn cái xác gì đã trời. Cái con đó là gom gom khoảng chục con đi hấp độc lục bình thôi. Lấy gai với đế thứ gì chịu nổi. Cỡ nào cũng dính á. Đây giờ thấy có cá tra quách ụt quá, động quá, ít thấy. Chứ hồi này, lúc trước là cái này nó ụt đùng đùng cái dẫn rảnh giữa nữa. Cá tra 4-5kg, 5-6kg, 10kg cũng có. Dạo này là hơi vắng tanh vô bà đanh luôn. Đó, lại là xét. Nó mới ra lại. Tính ra nãy giờ dính cái xác gạt ghi không, không đâu có thấy xin kỳ gì đó. Như con cá với nó gì đó thấy động động nước kè thiệt mà thấy động nước cái gì vậy? Có gì mà sẹt sẹt con bè nhịp dữ ồ gom gom nãy giờ cũng được nửa ký giống được rồi bạn chỉ tiêu 2kg đó trên mà tự tin ghê trời trên 2kg luôn tự tin. Cái lò bếp này hôm bữa làm clip nữa nè. Trời ơi, lời gai tao nói tới nái luôn. Nhìn chung này hả, giờ cái sáng nó dính có không bự mà con nhỏ. Điều cá. Tại lưới này là lưới thả. Dạo này thả mà xong ít quá. Kiểu mày thả lúc bít nè, lưới thả. Thả cho trò theo giống như lá mì cá, như lưới cá mà dinh gì đó. Vậy thôi được rồi chú hai về trễ rồi nó lên đó kìa tranh thủ về em ơi giờ này ăn bún gì trời cái gì ăn bún cái xác hả ăn bún cái xác hay gì cũng vậy nói chứ chiều ăn cơm no quá không ơi đó được bạn ơi này cá dính nói chung là nó cũng thưa nhưng mà nó cũng được cái là hơi đều kiếm 2kg được mà cái tình trạng này hết lớn này 2kg được nói gì 1kg rồi đó ừ nói gì gom gom cũng khoảng 1kg rồi có con bự con nhỏ bổ đồng nó 18 con là khoảng 1kg dùng cái xác bữa nay nó cũng đều nó không nhỏ không. Ủa, mày hả bưởi lên hàng đó nè cái xác này phải thời đúng vào mùa nó kìa chậu dân thấy mê lắm mọi người dân đây họ dân đông lọt bắt cái xác không đó ồ dính tuốt trên gì trên luôn đi lửng dữ thằng ôn
Bởi vì nước này bằng cá này mình đi kiểu tầng lửng kiểu này, mà mình nếu mà văn lưới gạch các bạn kiểu siêu mẫu rồi đó, để chìm sát đất là coi như thua đó, chắc quất. Cá này có lúc thì đi tầng lửng, lúc đi tầng sát đất. Vui buồn. Ừ, vui buồn thất thường nó đi tùm lum. Tôi đi đâu đi. Mày hả bưởi, kiếm tiền chợ búa rồi được. Kè ú. Wow, cái xác cũng bự đó. Vô mày ơi. Vô ông hai ơi. Vô rồi. Gom gom 2 kg giống dư sức à. Dưới tình hình này. Cá này đi lửng nhiều ông ơi. Cái mình ông văn lưới kiểu này tầng lửng mà nó đâm còn tốt kia nhiều phao. Bên kia cũng là cần thủ câu cá ngồi bè bà ba nha bạn. Hả? Chuyện kiếm 2 kg cá kiếm 10 lít được. Nói là quỷ ơi quỷ. 2 kg đổ 10 lít. 2 kg cá sát đổ 10 lít rượu hả? À? Chỉ tiêu là 2 kg cá sát đổ 10 lít rượu luôn. 5 lít 100.000. Ủa nghe nói 25.000 lít mà không? Bán luôn có 20 mà. Trời ơi mẹ con có khác ha. Mối mối gọi là mối thứ dữ quả đó. Bả vô chặn là trong vòng 2 ngày thôi là 10 lít bay mất tiêu liền á. Ừ, kiếm 2 kg cá sát đổi 5 lít rượu bạn ơi. Cái phèn nhiều lúc nó bị lòn vô quá, khó chịu ghê. Lưới này lưới một dạo còn nhầm người ta đi 2-3 dạo còn quái nữa. Ủa, sáng nó ô dưới con nữa kìa. Ủa, đã thì trời. Hồi lên kia dính nụi nụi. Cái bè 5 giây thun nữa vậy, dính nụi nụi. Ừ, cái điểm hôm bữa đó, trời hết lưới dính nụi nụi thứ ham chứ. Điểm có không có 2 mét lưới kiếm đâu, 2 kg mấy, 3 kg cái sáng. Lên tim dính nữa kìa. Ủa, khả quan nha. Khúc này bắt đầu dính nhiều hơn rồi nè. Nó tập trung dưới đây nhiều. Xương rồi nè. Trời ơi, tim cần thủ ngồi nó mới bắt động luôn kìa đó. Vừa câu cá mà vừa văng lưới này nọ, mà nghĩ vào cá cỡ nào. Còn nữa, cá đang dính mà. Tim là có tim là có cá. Đó, trời ơi, cá Út bạn ơi. Căng gu gu, bữa nay căng gu gu đi tầng lửng luôn. Ừ, mấy cá Út này nó đi tầng sát đáy không à. Mà mấy dân cần thủ nào mà đi câu tôm á, gặp câu mồi trùng lá rồi ghét bán cá này thứ gì chịu nổi, ghét dữ lắm ghét. Nó mà đúng chỗ nó dục xuống là nuốt liền quất trước con tôm không. Câu tôm mà gặp cá Út ghiền. Ghiền luôn không? Ghiền luôn. Kìa, ống bự kìa. Ủa kìa. Có sát cái gì mà bự vậy? Bà xa. Ôi trời ơi, ba xa, vậy tưởng đâu có xác, cái xác bự cái đó thôi, khú già rồi. Ừ, ba xa đâu đi lẹt đâu đây trời. Ba xa cái đó thả văn câu bằng mồi vé bằng, nó dính dữ lắm dính. Kế bà nhà nó nè. Kế bà nhà dục vô luôn. Thả vô luôn. 5 tháng sau sức bè cá lên cả ký lô. Thấy cái ba xa này nuôi bè nó cũng mau lớn thiệt chứ bộ. Mà nếu mình cho thức ăn mà mình nuôi cái số lượng nhiều thì không có lời. Tại cái giá cá bà xa nó hơi thấp đó, so với thức ăn á, nó không có lời. Bởi vì mấy anh chị em đây thường là nuôi bè cá bè này, thường là cá chủ lực là cá hồng là vậy. Giá cá hồng thì nó cao hơn. Có thằng nào chưa người em gô trời. Lắc đầu luôn trời. Phải ghen giật bạc kéo con rồi cho cảm giác rồi chứ. Ừ, lên hàng nữa kìa. Hàng lớn. Ồ nhỉ bên này có xuống hả? Nghe tiếng ổng mà. Ờ. Thánh thằng thiên đụng ngô ở chặn luôn kìa, góc im gu ảnh kìa. Rồi canh me cầu qua ra vô sao á. Cầu cá đây thấy ghê gớm, cá thành tinh bởi vì ai cần thủ nào ngồi phải im gu bất động luôn vậy đó. Sợ động quá cá nó không mà. Đó, ủa con này mạnh động trời. Mới dính sao mà mạnh như thằng nhảy xộn xộn. Cái tình hình tôi nghi hơn 2 kg quá đại ca. Trời,
luôn. Thiệt chứ bỏ à, với phong độ này à, chỉ tiêu 2kg đổ 5 lít rượu thôi mà hơn à. Ồ gự cá út, cứ kéo lên con, kéo lên con hai con vậy đó. Đó trắng trắng nữa kìa. Ồ hai ba con. Ồ cái gì vậy, thằng không vậy? Ba con. Ồ ba con luôn bạn ơi. Con này bự dữ ta. Ồ trời, con này ba con luôn. Đây từ từ xuống, dỡ hai con kia lên. Đừng dỡ cao quá, dỡ vừa. Ồ có kìa bạn ơi, một chùm luôn. Quá trời. Con nó bự dữ thằng không. Mày chập quá biển. Con này với con kia cũng ngang cỡ 9-10 đó. Dính vậy không? Ồ khoái con nào được, con nào nấy như con này thôi. Đúng chắc lưỡi trời. Mấy thứ này nấu lẩu mắm à, thôi lê ra với đế thôi, không còn gì để nói, nách giật bặt bặt. Cá này được cái nó béo, nó béo nó ngọt dữ lắm, bởi vì người dân hay người dân ở đây nó ưa chuộng. Mấy trong những loại cá ở đây dễ, cá sát này là dễ bán nhất. Anh giật mình đây vô gì chết hả? Giột rồi trời ơi, quá trời luôn, hơn 2kg rồi đó. Chỉ tiêu 2kg đổi 5 lít rượu, 10 lít, 2kg đổi 10 lít rượu mà hơn rồi, vượt chỉ tiêu rồi. Ủa chỗ này dính ba con nào nó cành cành không rồi kìa. Cá sát mà giống như cá sinh kỳ mà nó bự. Còn nhiều lắm à. Đây là tốt đằng kia nè mà. Bác bè chú Năm mà. Nhiều khi chú 10kg sao. Ai biết được, trời ơi trời, phải đúng vô cá là làm thiệt chứ không phải chơi đâu. Cần 5 mét lưới thôi là đủ 10kg à. Kìa. Ồ, ồ chỗ này dính nhiều lắm nội ơi. Bu đây rồi. Nó bu lại đây rồi. Dính là 2 3 con không. Cá chỗ này đi từng lửng. À, cái này bữa nào lên ăn móng cũ sủ mình thiết kế tay lưới 10 mét mình thả ngang cái học vừa đây được không ta? Thả cho trâu em. Trâu chi. Quên khoát em vô nguyên bảy nó đang móng dính hết luôn á mà. Lên ăn móng mình chảy nghe. Ừ. Quá wow, sư mẫu ơi. Cá đi tầng lớn. Ừ. Ổng đi văn tầng chìm hơi bể. Đó. Kệ dưới con nữa kìa. Trời ơi đã ghê không. Dính ở khúc này nhiều hơn khúc đằng kia. Tập trung dưới đây nhiều. Mấy mốt à, kêu ổng đóng thêm tay lưới à, lửng nữa là tùy theo con nước mình à, tùy cơ ứng biến. Cá này đi từng lửng nhiều. Cá đau lưng luôn chứ. Bữa nay cậu sụ gỡ cá đau lưng luôn. Đại ca ngủ chưa? Ồ con mèo đó. Dạ. Quá rồi, quá rồi. Ồ khúc này dính liền sọ luôn trời. Thứ gì chịu nổi thiệt chứ. Hải đầu lưới kia mà dính được như vậy nữa rồi bữa nay đậm lè đậm lét luôn á. Nhưng mà ai biết được, trời ơi, ngăn lưới cá sáng này đôi khi mình chỉ cần 2 3 mét lưới thôi là làm được chuyện lớn á. Ồ ồ kìa. 2 3 con dưới mặt nước nữa kìa. Quá rồi, quá rồi. Ừ đợi đây không trời. Chưa, bởi vì nãy giờ tranh thủ nè. Hồi chưa đăng nó bị lỗi hoài. Cái gì? Hồi chưa đăng bị lỗi hoài đó. Không biết cái mạng bị gì. Wow, mê vậy các bạn. Ồ, nữa gì em cũ. Ồ, quá trời ơi. Ồ, 4 con luôn trời. Bữa nay lạng bạn hồi vượt ký yêu 3kg nữa, mới đầu 2kg lên 3kg vậy chứ mọi người. Tình hình này là vượt luôn à. Hồi lên 5kg nha. Hồi lên 5kg luôn sao? Còn nhiều ở khúc này nhiều. Đừng ngờ sư mẫu ở đây bà cho cá ăn dữ lắm, thức ăn gà dữ lắm, sao nó bùi đây giữ thằng gôn sư mẫu. Bà giữ cá à. Lúc trước thì cái sáng này đã đằng khúc đằng kia nhiều, ngược lại bây giờ nó ở lại đằng đây nhiều. Trời không mà chúng nói dây tao bè nhiều quá, nó đang quá lưới không lọt xuống.
Với lại đôi khi nhầm khi sợ mấy ông hút bè ông đó, hút đóng quá trời động nó gom lên đây không chừng. Đây không hút. Đây không hút xúc mà. Ngon lành chanh chanh chưa? Quá trời luôn rồi. Gom lại chỗ này nè. Đó, chắc chắn lên nữa kìa. Vượt chỉ tiêu. Còn đây con nói gì? Không phải. Cái gì? Ồ, còn nữa nè. Được, 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 được. Ồ, dưới nó kìa. Quá rồi. Đó, đụng trắng dưới hả? Trắng, trắng lên đó. Gỡ này gỡ mỏ tay rồi. Đúng cá nước, đúng nước cá đi đằng lửng rồi. Quá. Được nhiều đó hả? Ừ. Khúc bên kia dính này lưa thưa hơn dưới đây. Ừ, ừ. Bạn hồi lại đằng kia bà coi kìa, một ngồi đằng kia cho bà coi. Ở cái khu gần góc bè thằng thánh của chú Năm Duy Thông kìa bà. Người ta đã hái về rồi, người ta đặt hy vọng đằng đó, mà ngược lại khúc đằng này nó dính cái vậy rồi đó. Đây dính dài đằng đó. Này nè. Mở dính cái nồi, nồi khúc đằng kia đá. Kìa nữa kìa, kéo lên, kéo lên. Ồ, ồ quá trời rồi bạn ơi, kìa. Đó. Ồ, ồ bạn ơi mê không? Trời ngon lành. Đó, ờ, ngon lành. Ờ, ờ, trời trời nó dính kìa bạn. Cái bà nuôi á, bà xin mẫu. Quá rồi. Chỉ tiêu ban đầu là chỉ có 2 ký cái xác đổi 10 lít rượu, mà cái này quá rồi. Cái này chắc phải tăng lên bạn ơi, 20-30 lít rồi, chắc luôn. Đổi hả? Ừ, đổi qua 20-30 lít chứ. Đổi rượu hả? Cái xác đổi rượu hả? Ừ. Cái xác đổi 5 lít. Cũ sổ định dân mẹ lưới này sáng mai đem vô đổi vô bà ba cốt cán nè. Cá xác đổi rượu quá nè. Ủa dính vừa còn nằm dưới bạn thấy không? Đó rảnh giữa đó. Ai mà còn le ngoe dưới nữa đó. Cá này nó không được cá. Nãy dính cá bá con nhỏ xíu. Ừ, hồi nãy dính mấy con bự, mà có mấy con hơi nhỏ chút. Còn miên giang đó cha, mày cổ sủ mua hôm qua hôm kia giao dụng đâu quá. Cái vậy? Bình. Ở trên lục bình tưởng đâu cá cái dính câu. Gì? Có con tôm nào chưa? Lấy cái xuồng nhỏ này ta chui qua cầu. Cái xuồng nào trúng rồi? Cái xuồng nhỏ này ta đi tới đâu nữa? Ồ mẹ cái tướng như con voi ngồi xuồng nhỏ ta chìm mà. Không ngồi xuồng nhỏ câu dùm chi bợn mấy con Hugo mấy 20 ký sợ kéo nó lắc. Không với lại câu xuồng bờ đó dùm khi hồi tao khuya buồn ngủ nằm lên đó ngủ luôn thì tiện lợi đi xuồng bự là chữ biết ngay mà xuồng nhỏ ngủ hồi chìm. Xuồng nhỏ ngủ hồi chìm sao biết được. Nghiêng cái là ủng đi xuồng này nè còn dữ nữa đi xuồng ngủ sủ nè khỏi ngủ luôn chân nhích nhẹ cái là nó lắc rồi. Ai? Đó. Uống chuồng nào? Chuồng đó đó. Nãy hả? Ừ, qua xinh xinh không bước, không ngầu xuống hết trời. Quạo quạo quạo. Ghê cái dây lộn dây quá. Khúc này cá đang dính nè, gây cắn hấp dẫn khúc này nè. Cái mũi xuồng đó là hết rồi đó. Ồ. Cái gì phao đẳng chứ đừng thế nào. Phao dữ rồi, nhưng phao lượm lên đó. Đúng phần rồi. Nãy bơi lại ủa gì phao vậy hổ sao mất đi rồi trời. Rồi à? Không tại dây này nó dây mới. Mới quá nó đứt. Đầu cũ sủ mới quá nó đứt. Kìa trời ơi cần kéo lên cái là thấy trắng trắng ẩn lên kìa. Trời ơi ta đứng có điều luyện mà bạn. Quá rồi, bữa nay củ sủ gỡ mỏ tay rồi. Ồ. Bữa nay được cái là cá sát không nè, nãy giờ không thấy mặt muốn cá sinh kỳ là gì luôn. Cá sát được cái giá nó nhỉnh hơn cá sinh kỳ rồi, giá gì cao gì hơn. Cái gì vậy, âm âm chứ. Đây là mấy ông thằng ghe cào.
chạy gì thấy ớn lạnh trời, chạy sát bèo chạy vậy cái đó dễ, cái xe bè cá dễ bị gần lên động quá đó. Ồ trời, lên kìa câu ồ trời thiệt chứ, quá mà nắng mự quá không xanh. Con lẽ bắt mấy người Vinh đi bắt vậy làm gì vậy, còn nhí nhéo ở đây mấy cá mà Vinh mà mấy anh em mình thả lưới bẫy nhiều khi bán còn chẳng ai dốc dãy. Ủa sống tới, sống tới. Ừ, đâu sống đâu, nó chạy giờ sống mới tới nè. Ủa kéo là lên, kéo là lên bạn ơi, mê thiệt. Nhích nhẹ nữa, có con nhích nhẹ nhích nhẹ là lên, nhích nhẹ là lên. Hàng lên, hàng lên, hàng lên. Trời khúc này khúc thằng Thánh này lúc trước nè. Kiệm gỗ, bữa nay hết thằng Thánh. Ê cái mũi chuột. Đâu vô, trời 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 trời. Bữa nay không lẽ sao bị bể cái khúc này ta. Có nhiều cá, trời ơi cá chim luôn kìa. Chim đen. Bà chim đen đi đâu lạc đây trời. Tháo bạn con năm đi thông kìa. Ừ, năm cho năm đi thông nuôi chim luôn. Dảnh luôn. Ổng bên này dảnh hay gì em gu ta? Giờ mới giờ này em ngủ teo rồi. Chị có lai gai đắng không? À, trời ơi. Còn người dính cái bè nghe gạt gạt kìa. Hết chưa? Cái đó hết chưa? Giờ lòn với cái ghe con hồng nữa kìa, cũng gần hết lưới rồi. Nãy đi ông cũ chỗ ấy sao đứt về phao chỗ này rồi không biết chỗ nào nữa. Nè cái phao này nó đứt. Cái chó luôn mới chịu à. Con cá tính ra nó sinh sản đẻ nhanh ghê chứ. Như hết lưới gì vậy? Gì nó phình lên mặt nước luôn trời, giống như lưới bao bè luôn rồi. Kìa dính nó kìa. Rửa cá linh luôn. Này dìm đất dính dữ lắm. Do nước dịp bao gì lướng đạp lắp vô phình lên gì. Rồi thua luôn chỗ này trời. Ở cái gì vậy? Đấy cái phao. Ồ đó dính vô đó nhiều vậy. Ủa có dãy kìa. Wow. Ủa sao lưới ông kỵ ba? Cục cỏ ghen con ngành lắm. Vậy nó bộ con lắm. Sao đi lại nãy mất tiêu đứt con gì? Chịu một đồng quen lắm. Không phải đó đó hả? Là chú Nam Như Thùng. Ông bữa đó không biết mà. Sao mình tỉnh vậy? Ồ, vô như chát được khúc này ha. Móc gì vô tùm lum hết trơn trời. Như tao bè đằng kia đó kìa. Nó quắn vô kìa ông ơi, quấn cục đá phải không? Trời ơi đứt luôn rồi, cái gì bao vô đó, cục đá rồi, quấn cục đá vô đó đó, bị quấn cái phen vô cái gì gì đó bè. Hết kết thúc được 4 con. Kết thúc được 4 con. À bốn con chỗ này bự nè. Ủa, bữa nay phải công nhận nó phải nói lại thiệt chứ không thấy mặt mũi cá xanh kỳ luôn ha, gặt ghi thiệt. Không chỗ này thấy đâu gì cũng đắt cá dữ lắm. Ừ. Nó đạp nước, đạp sao thì nó nguyên cái tàu ra nước ngoài. Đây. Hả? Trời ơi, hai giật tật. Giờ này mà không đi thả lưới. Trời ơi, bữa nay 3 kg hơn nữa không? Nó nói cho bên này bà ký dám được. Bà đừng dẫn chơi xe mẫu, bữa nay cá sát bành bành không nha bà. Bà đón coi như đây nhiêu? 2 kg. Bà vẫn chơi hoài, hồi về bán căng cho biết nè. Hơn 2 kg hồi lại bà mệt mỏi nữa. Mày cắt mày kéo á. Chương trình chúng ta tới đây là kết thúc. Bà đó 2 kg phải không? Ừ. Ủa, nó đo trên 2 kg đó. Để ngồi lại bè gũ sủ căng nè. Có căng hả? Có căng 60 kg đó. Căng 60 kg luôn mới sốc.
chấp bả luôn á, căng 6 kg không cần phải căng 5 kg 10 kg á. Trời đúng là hai vật tật chứ. Giờ này ông bắt đầu đi giăng lưới kìa. Nước chảy mạnh không trời mà giăng trời. Đó cái đèn của sư mẫu hay cảm ứng không? Bờ này sáng lên liền. Cái xuồng này đi nó lắc bằng nhưng mà được cái là bơi rất là nhẹ, rất là nhanh. Bơi hả? Ở dụng khoao. Quá trời luôn rồi. Thì ơi, cỡ đó đâu. Lè luôn rồi. Đậm lè luôn á, cá đi thằng nổi không quay. Thằng lửng lửng. Bao nhiêu là cá đây bà sư mẫu đó có 2 kg không coi á. Mình nghĩ là trên 2 kg là xịn. Ừ, bà sư mẫu đó thì chắc quất chà. Như đây mà nó đón 2 kg. Cá này cũng có cá bự, có con gà cá nó không đều, có con cũng bự lắm mà có con cũng ngon giòn. Chuột thích cái gì ông sùm mà? Chuột thích hả? Chuột thích hả? Để cái sợi đại củ sủ ra xúc căng lên được nhiều mà. Mình nghĩ cái này chắc hơn 2 kg. Con chuột nó chui vô mụn con chuột. Cái gì ông nội? Ờ con chuột mà chui vô mụn của con chuột. Ờ ơi sống với bè mà dân mụn ngủ mà chui vô. Chui vẫn nhảy lưng lưng đúng không? Mình đâu báo hay luôn hả? Bà kêu bắt nè. Vậy sao? Bó tài chứ. Đúng vậy, với bè cá vậy nó đánh mùi mấy cái thức ăn mấy chuột nó gom đây quá trời, nhất là lục bình á, tụm gài gió bắc á. Bởi nó đeo lên mấy lục bình nó lội trong bờ lội ra tùm lum hết trơn. Tại bà thấy cái khách mình nè, nó gặm bự quá, rộng quá, bà nó dòm quá, đó có mấy con leo ngoe hà. Ừ. Nó có mấy con leo ngoe hà. Tại cái gọc xuồng này nó bự quá mà. Bà nó bở không được 2 kg. Trời ơi, nhiêu đâu coi, rồi để vô cái gỗ, nhiêu đó nó dùng cái đó làm gì mà không trên 2 kg. Cần luôn mấy chào cháo gần 4 kg à. Cái căng hết đi, sao? Căng cái xác thôi. Ừ, lựa cái xác căng thôi phải không? Chào cháo là chấp bả luôn, không cần căng chào cháo luôn. Bây giờ cháu chắc thịt lắm, hai con thấy giòn chứ nếu hai con này nó quá chẳng phải hơn nửa ký á. Thấy cái cháu chắc thịt lắm. Ở cái xác đó. Ờ cái út lùi bỏ lại luôn đó. Nó lên luôn, giật tin cái xác không nè. Trời gần 3 kg luôn rồi bờ. 2,6 kg. Trừ gỗ còn 2,5 kg. Còn 2,5 kg. Cái xác gặt ghi không có gì, 2,5 kg cá. Nếu mà gom hết đó là 3 kg xiền luôn. Wow, con gỗ cái xác nè. Đã chưa mơn mởn nè. Không nhiêu đây là tính ra gần 10 lít rượu rồi. Ủa 15 lít. Dư sức. Nhiêu đó 10 lít thôi. Mẹ con nên đổ 10 lít hả? Trời ơi, gỡ cái đá ghê không ạ? Không mở. Cái này cá dính cũng như kia nhiều. Nên đây cũng lại ra xương xương. Rồi sẵn này mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bạn thấy ở đây không? 200 nghìn. Ừ, thấy ở đây chịu khó xíu không? Kiếm được 200-300. Là chúng có thể là 500-600. Nó nói vậy thôi cũng là cũng hên bạn chứ không phải người nhân lưới cá sát thì đôi khi cũng bể đầu như thường à. Nhưng mình tính ra thì loại lưới cá này cá nọ thì cá sát nó cũng đều hơn. Rồi trong đá luôn. À, chào bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha. Ủa, không lấy bữa nay ngon lành cành chanh.